Chủ nhật ngày 14 tháng 7, ngày mà các khán giả bình luận rất nhiều trước thềm trận đại chiến giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh tại chung kết Euro 2024 trên đất Đức. Nhưng cũng có một bộ phận khán giả không quên rằng, tại London nước Anh cũng diễn ra một sự kiện rất lớn khác. Đó chính là trận chung kết đơn nam Wimbledon giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. Trận đấu để tìm ra nhà vua của giải Grand Slam trên mặt sân cỏ mùa hè này. Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, trong khi đó Novak Djokovic hướng đến chiến thắng để cân bằng thành tích với huyền thoại Roger Federer tại Wimbledon với danh hiệu thứ 8. Ngay game đầu set 1, người hâm mộ đã được chứng kiến sự kịch tính xuất hiện khi Novak Djokovic chật vật cứu 4 break point. Dù vậy, Nole vẫn không thể chặn đà thăng hoa của Alcaraz và bất lực nhìn đối thủ bẻ game cầm giao bóng sau gần 10 phút thi đấu. Khởi đầu như mơ càng giúp Alcaraz hưng phấn. Khoảng thời gian tiếp theo, tiểu Nadal áp đảo Nole, thậm chí đoạt thêm break point trong game 5 để kết thúc set đầu với chiến thắng 6-2. Bước sang set 2, tình hình không mấy khả quan hơn dành cho Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia một lần nữa mất break ở ngay game cầm giao bóng đầu tiên. Dù rất nỗ lực, anh chỉ cầm cự tới game 7 và để Alcaraz giành break tiếp theo. Chiến thắng 6-2 trong bánh tiếp theo dành cho Alcaraz và nó phản ánh chính xác màn trình diễn chênh lệch giữa hai tay vợt. Đến lúc này, Novak Djokovic mới thực sự bình tĩnh. Set đấu thứ 3, Nole tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đỉnh cao với Alcaraz. Trong đó anh cứu 4 break point ở game 3, và đặc biệt là 3 championship point ở game 10, đồng thời kéo set đấu vào loạt tie break. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt người Serbia làm được ở set đấu này. Trong màn đấu súng cân não, Alcaraz thắng 7-4, đồng thời khép lại trận chung kết Wimbledon 2024 với chiến thắng 3-0 chung cuộc sau các set lần lượt 6-2, 6-2, 7-6 sau 2 giờ 30 phút thi đấu. Như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha cũng chính thức bảo vệ thành công ngôi vương Grand Slam sân cỏ và là danh hiệu Wimbledon thứ 2 trong sự nghiệp. Trong khi đó, sau khi nhận thất bại tại trận chung kết Wimbledon 2024 trên sân trung tâm, Novak Djokovic vẫn chưa thể có được danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, cùng với đó là việc săn bằng thành tích với Roger Federer tại Wimbledon. Diễn viên lừng danh Tom Cruise nổi tiếng với series phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi đã có mặt dự khán trận chung kết, và đó cũng giống như tình cảnh của Novak Djokovic trong trận đấu này. Tuổi 37 và cái đầu gối băng bó cùng với phong độ cao ngút của siêu sao trẻ người Tây Ban Nha đã khiến cho Nole hoàn toàn bất khả thi trong việc tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 cho cá nhân mình. Đối với Djokovic, anh luôn tỏ ra lịch sự khi thất bại. Annabelle Kropp, người dẫn chương trình trên sân, đã nói đùa rằng Alcaraz trông rất nóng bỏng ngày hôm nay. Điều này đã gây ra nhiều tiếng cười cho tất cả các khán giả có mặt tại sân trung tâm. Djokovic đồng ý với điều này trước khi ca ngợi đối thủ của mình hết lời và thừa nhận rằng anh không đủ tốt so với những gì Alcaraz đã thể hiện trong trận chung kết vừa qua. Chỉ vài tuần sau khi phẫu thuật đầu gối, việc Djokovic lọt vào trận chung kết đã là một kỳ tích, nhưng anh không thể hoàn thành phần cuối cùng của kỳ tích đó. Đó là điều tôi định nói, cậu ấy hôm nay thực sự rất nóng. Rõ ràng không phải kết quả mà tôi mong muốn, đặc biệt là trong vài set đầu tiên, mức độ thi đấu của tôi không đạt yêu cầu. Phải công nhận Carlos đã có tất cả. Tôi đã cứu được 3 championship point và kéo dài thời gian thêm một chút, nhưng cậu ấy xứng đáng là người chiến thắng ngày hôm nay, xin chúc mừng cậu ấy. Tay vợt người Serbia cũng cảm ơn gia đình và đã xúc động trong thông điệp gửi đến họ, bao gồm cả con trai Stefan đang theo đuổi sự nghiệp quần vợt riêng. Gửi tới vợ của tôi, cảm ơn em đã ủng hộ anh, cảm ơn em đã có mặt ở đây. Gửi tới những đứa con tuyệt vời của anh, cảm ơn các con đã mang lại nụ cười trên gương mặt anh mỗi ngày. Anh luôn rơi nước mắt mỗi năm khi nhìn thấy các con tại lễ bế mạc giải đấu này. Anh rất biết ơn vì đã được làm cha của hai thiên thần nhỏ này. Chúng bắt đầu yêu thích quần vợt ngày càng nhiều. Anh không biết liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện với con trai mình hay không. Có rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống, nhưng nếu con thực sự muốn tiếp tục, anh sẽ luôn ở bên con. Với chiến thắng tại trận chung kết vừa qua, Carlos Alcaraz cân bằng thành tích đối đầu với Novak Djokovic. Theo đó, mỗi tay vợt đều có 3 chiến thắng trong 6 lần gặp nhau. Năm 2023, Djokovic từng có 3 lần đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha. Wimbledon 2024 cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 4 của Carlos Alcaraz sau khi anh từng thắng Casper Ruud ở chung kết Mỹ mở rộng 2022, hạ Alexander Zverev ở Roland Garros 2024 và đánh bại chính Novak Djokovic ở Wimbledon một năm về trước. Trong sự nghiệp, Úc mở rộng là giải Grand Slam duy nhất tay vợt 21 tuổi này chưa thể giành chức vô địch, khi mà thành tích tốt nhất mới chỉ là đi đến tứ kết. Đáng chú ý, chiến thắng trước Djokovic giúp Carlos Alcaraz có được cột mốc đáng nhớ khi giành chiến thắng ở cả 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên. Từ Paris đến London trong vòng hơn 1 tháng, chúng ta vẫn thấy được sức mạnh tuyệt đối của Alcaraz từ mặt sân đất nện đến mặt sân cỏ. Trước Carlos Alcaraz, Roger Federer là tay vợt nam duy nhất thắng cả 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên, bên cạnh hai tay vợt nữ khác là Monica Seles và Iga Swiatek. Carlos Alcaraz chia sẻ sau trận đấu: "Thành thật mà nói, việc giành được chiếc cúp vô địch Wimbledon là một giấc mơ đối với tôi. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được thi đấu trên sân đấu và chiếc cúp tuyệt đẹp này. Thật khó khăn với tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã cố gắng giữ thái độ tích cực ở trận đấu vừa qua. Thật may mắn khi tôi vẫn giành được chiến thắng. Điều đó thật tuyệt vời. Giành được chiếc cúp này,
tôi đã trả lời phỏng vấn khi tôi 11 tuổi. Tôi nói rằng giấc mơ của tôi là giành chiến thắng tại Wimbledon. Tôi đang lặp lại giấc mơ của mình. Tôi muốn tiếp tục làm điều này nhiều hơn trong tương lai. Tôi thực sự hạnh phúc với công việc mình đang làm. Tôi tự hào về bản thân, về tất cả những điều tôi đang làm rất tốt. Tôi thực sự tự hào về những người trong đội ngũ của mình. Mọi thứ chúng tôi đã làm thật không thể tin nổi. Một hành trình tuyệt vời cho đến nay. Tôi thực sự muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến bộ, tiếp tục trưởng thành và cố gắng giành thêm nhiều chiến thắng. Đó là tất cả những gì quan trọng với tôi lúc này. Tôi không biết giới hạn của mình sẽ như thế nào. Tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi chỉ muốn tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc của mình để tiếp tục mơ ước. Vậy hãy xem liệu khi kết thúc sự nghiệp của tôi sẽ có 25, 30, 15 hay chỉ 4 danh hiệu. Tôi không biết chắc được. Tất cả những gì muốn nói là tôi muốn tiếp tục tận hưởng và hãy xem tương lai sẽ mang lại điều gì cho tôi. Tôi phải trưởng thành hơn trong những tình huống như vậy. Tôi nhớ rất rõ mình đã có một chút từ bỏ. Quả thật sau khi thua set đầu tiên, tôi có một chút buông xuôi trong set thứ hai. Đó là điều không thể chấp nhận được khi thi đấu ở một giải Grand Slam. Tôi biết rằng những điều này không được phép xảy ra nữa. Bài học từ trận đấu với Medvedev giúp tôi rất nhiều khi đến với các Grand Slam tiếp theo. Các giải đấu sau này phải tốt hơn về mặt tinh thần, đủ mạnh mẽ, chơi với phong độ tốt nhất của bản thân dù trong những tình huống khó khăn. Ngoài ra, tay vợt người Tây Ban Nha cũng dành những lời có cánh dành cho Novak Djokovic. Tôi vẫn tin rằng Djokovic là siêu nhân vì anh ấy vẫn có mặt tại giải đấu này dù thực hiện cuộc phẫu thuật chỉ vài tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Thật vô cùng kinh ngạc. Thành thật mà nói, như tôi đã nói trên sân, tôi đã nói chuyện với nhóm của mình rằng công việc mà Djokovic đã làm thật khó tin. Hôm nay tôi đã đánh bại anh ấy, nhưng đối với tôi, Djokovic vẫn giống như một siêu nhân. Sau chức vô địch Wimbledon một năm về trước, Carlos Alcaraz đã trải qua một giai đoạn khó khăn với 8 tháng không danh hiệu ở các giải đấu lớn nhỏ. Từ những giọt nước mắt ở chung kết Cincinnati mở rộng, cho đến những trận thua trước những bại tướng quen thuộc như Daniil Medvedev hay Alexander Zverev, hay thất bại tâm phục khẩu phục trước đàn anh Djokovic ở Turin. Thời điểm đó, làng quần vợt lại chứng kiến sự bền bỉ của Novak Djokovic cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Jannik Sinner. Mọi thứ diễn ra khiến không ít người đáng nghĩ rằng Alcaraz cuối cùng cũng chỉ là một tài năng sớm nở chóng tàn. Thậm chí còn có những chỉ trích cho rằng Alcaraz sa sút vì sớm tự tin và ngạo mạn sau những thành công quá sớm. Nhưng trải qua khó khăn, Kalitos mới cho chúng ta thấy sự khác biệt của mình với tất cả những tay vợt từng được kỳ vọng kể từ sau thời của Big Three. Đó là trình độ ngày càng hoàn thiện, bản lĩnh vững vàng và nguồn năng lượng gần như vô tận. Với những gì đã làm được, nhất là trong mùa hè 2024, tay vợt người Tây Ban Nha xứng đáng với mọi lời thán phục. Còn đối với Novak Djokovic, vào bán kết cũng mở rộng, tứ kết Roland Garros và Á quân Wimbledon trong năm 2024, rõ ràng vẫn là một thành tích ấn tượng của tay vợt này khi anh đã 37 tuổi và phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh. Rất có thể khi thất bại tại Wimbledon 2024, chúng ta sẽ lại được thấy phiên bản hoàn hảo nhất của Nole tại Olympic Paris sắp tới, nơi và tay vợt người Serbia quyết tâm giành tấm huy chương vàng đơn nam để hoàn thành bộ sưu tập Golden Grand Slam trong sự nghiệp.